thưa hai bỏ nhà trai và hòn nhà gái cùng với tất cả các quý quan khách bạn bè có mặt trong ngày vui hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ Quang Hưng và Diệu Thu thân mến. Và lời đầu tiên cho phép qua tôi thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi tới toàn thể các quý ông quý bà cũng như toàn thể quan viên anh họ lời kính chúc sức khỏe, lời chân chào trân trọng nhất. Hôm nay tháng tốt ngày lành để cho hai bạn nảy cành và nở hoa. Tới đây thì ban tổ chức chúng tôi trịnh trọng tuyên bố buổi lễ vu quy của đôi bạn trẻ Quang Hưng và Diệu Thu xin phép được chính thức bắt đầu. Và để mở đầu chương trình thì ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn đại biểu đại diện cho quan viên của họ nhà trai sẽ chính thức có lời phát biểu và có cơ chầu để chính thức xin dâu. Trân trọng kính mời và những chào có thể nông như của toàn quý vị. Thưa các cụ ông cụ bà và toàn thể anh em hai họ thì hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi có chú đại diện đấy, để thay mặt gia đình họ nhà trai để có cơ giàu để xin trước tiên là kính gia tiên, sau đó là để xin cháu Thu về làm dâu con trong nhà họ trang chúng tôi. Đấy thì trước tiên là kính chúc các cô các ông các bà mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt. Và ban tổ chức tôi lại được trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn đại biểu đại diện quan viên của họ nhà gái có lời phát biểu với toàn thể quý vị và những tràng pháo tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị. Vâng, cũng như là qua ý kiến của ban tổ chức, qua ý kiến của ông trưởng đoàn nhà trai thì tôi cũng là đại diện cho bên họ nhà gái thì báo cáo với tất cả các cụ là về công việc như này. Thì kính thưa là các cụ bậc cao niên, cô dì chú bác và kính thưa ông trưởng đoàn của họ nhà giai, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai cháu và hai gia đình cũng như chính quyền địa phương thì là hôm nay là nhà giai và nhà gái đã đồng ý để tổ chức hôn lễ cho cháu Thu và cháu Hưng. Hôm nay thì đến giờ này là đúng giờ tốt, ngày tốt và giờ tốt. Đoàn nhà giai đã có cơ chầu tới để có ý kiến và xin cháu Thu, con nhà bà Phạm Bảo Thủy cũng như là con cháu bên họ địa phương về làm dâu con bên nhà bà Hải và dâu con họ Đỗ thì chúng tôi cũng xin chấp nhận cơ chầu. Và xin tất cả các cụ rồi là tất cả thành viên bên nhà giai ăn dầu uống nước và chúng ta cùng chuyện trò để lo công việc tiếp theo cho các cháu. Và kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi là hai ý kiến phát biểu thắm tình đoàn kết của hai ông trưởng phái đoàn đại biểu đại diện cho quan viên hai họ nhà trai và nhà gái. Và kính thưa toàn thể quý vị, và ngay giây phút này đây thì ban tổ chức tôi không để chú rể Quang Hưng của chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa thì xin được phép toàn thể hai ông trưởng đoàn cũng như tất cả quý vị có mặt tại đây là xin được mời chú rể Quang Hưng sẽ trở vào trong gia đình để đón cô dâu ra mắt trình diện với toàn thể quý vị và chính thức làm lễ kính gia tiên. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị những chào các bạn động viên để chú rể sẽ không đi trở vào. Vâng, xin mời chú rể hãy trở vào để đón cô dâu ra mắt toàn thể quý vị.
đoàn đại biểu đại diện quan viên hai họ cùng với bố mẹ của cô dâu và toàn thể quý vị đã chính thức hướng dẫn chú rể và cô dâu làm lễ kính gia tiên xong. Và ngay giây phút ở đây thì ban tổ chức chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời hai ông trưởng đoàn cũng như toàn thể quý vị có mặt tại phòng khách của đại gia đình của quan viên họ nhà gái hãy cùng trở ra sân khấu chính của đại gia đình quan viên họ nhà gái ở ngoài sân khấu ở ngoài. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Đoàn người mẹ hiền dấu yêu của cô dâu Diệu Thu hãy cùng trở lên sân khấu để có những món quà ý nghĩa gửi tới cho hai người con dấu yêu của mình nhân ngày đại lễ hôm nay. Và những tràng pháo tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị, chúng ta cùng chào đón người mẹ hiền dấu yêu của cô dâu Diệu Thu ạ. Vâng, xin mời. Như vậy là toàn thể quý vị đại biểu khách quý đang chứng kiến cô dâu và chú rể đang tiếp nhận những món quà ý nghĩa để gửi tới cho hai người con dấu yêu của mình nhân ngày đại lễ hôm nay. Và thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn những tình cảm và hết sức là nồng cháy của người mẹ hiền dấu yêu của cô dâu Diệu Thu. Quý vị ơi, những tràng pháo tay động viên quyết liệt của toàn thể quý vị và đồng cảm với chú rể và cô dâu để gửi tới cho người mẹ hiền dấu yêu bằng những món quà tinh thần vô giá. Xin được cảm ơn.